Hello anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình là ăn cái món bột chiên nha mọi người. Thì trước khi ăn thì mình phải làm ngụm nước coca cho nó đã cái đã nha. Ăn đồ nóng thì chiên chiên thì phải uống mấy cái này nó mới đã. Mời mọi người. Mọi người coi video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, bây giờ mời mọi người đây. Mời mọi người thưởng thức cái món bột chiên. Cái này là đu đủ sống nha mọi người, đã bào ra. Đấy, còn cái này là bột chiên trứng. Cái này thì làm thì mà cái công thức mọi người muốn làm thì mình để dưới phần mô tả, mọi người có thể xuống phần mô tả để coi nha. Còn bây giờ mời mọi người ăn cùng mình cái món bột này nha. Mình rất là thích luôn. Nó là giòn và ở trong nó có độ dẻo mọi người. Nước tương nó chan vô nó có vị ớt cay đã. Ủa giòn giòn thật. Ăn bột chiên mà phải ăn đủ nhiều cho nó đỡ ngán. Ở đây mình dùng toàn bộ là trứng gà tai đó mọi người. Ngon phết đó. Chan thêm miếng nước vào nước tương. Thôi nếu không thịt á, ở gần công ty á cũng có bán món này cũng ngon rồi, mình cũng đi ăn ở đó. Rồi giờ nhà làm mình về rồi thôi, xong này khỏi cần phải đi ra ngoài tiệm luôn. Thấy ngon á, thấy ngon không thua về tiệm luôn rồi, biết rồi. Thứ nhất á là nó ngoài tiệm người ta dùng cái dầu người ta chiên, thì người ta chiên nhiều thì cái dầu nó sẽ không còn ngon chất lượng. Còn mình là dầu thì mình là dầu xịn luôn, mình làm một nước rồi nên là nó sẽ không đỡ bị bệnh hơn. Mà ra ngoài tiệm ăn là thường hay gọi là một phần bột chiên, hai cái trứng hay một cái trứng. Những đây là một phần bột chiên với 10 cái trứng. Dịch bệnh mà ở nhà mà có những món như thế này ăn là quá ngon mọi người, ngon không khác gì ở quán luôn.
nó giòn giòn, thơm thơm, cứng, tuyệt vời, nó cho ngọt. Mọi người coi video nói like đăng ký ủng hộ mình nha. Có thể có ý tưởng gì mới mới thì mọi người cứ comment bên dưới rồi mình thực hiện theo. Bữa giờ ngon, toàn suy nghĩ mình làm gì làm gì. Mình sẽ ra, cho nên mình sẽ ra cái video ngắn ngắn rồi mọi người, cho mọi người dễ coi, chứ còn dài quá rồi lúc mọi người cũng cũng lười coi. Xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo, ở những cái món độc hơn ở trong cái mùa dịch này mà mọi người có thể làm ở tại nhà được. Ok, bye bye mọi người nha. Mời mọi người.